Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào khối ngoại đều đang rút khỏi Việt Nam. Ngày 3 tháng 7, AFA tiếng Việt loan tin các hãng khổng lồ và kế hoạch chuyển đầu tư ra khỏi Việt Nam. Theo đó, những tập đoàn toàn cầu lớn gồm Intel, LG Chemical, AT&S, Samsung và SMC đang bỏ qua Việt Nam để đầu tư vào những nước khác hay đang xem xét không đầu tư thêm vào Việt Nam. AFA cho biết, báo The Investor thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, VAFIE, vào ngày 3 tháng 7 dẫn nguồn từ Bộ Kế hoạch Đầu tư Chính phủ Hà Nội về cảnh báo vừa nêu. Cảnh báo được đưa ra trong một báo cáo liên quan đến dự thảo nghị định về quỹ hỗ trợ đầu tư sắp được công bố. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam cho hay, chính sách hiện nay của chính phủ Hà Nội chỉ hỗ trợ gói giới hạn với ưu đãi dựa trên thu nhập. Trong khi đó, thuế tối thiểu toàn cầu sẽ tác động bất lợi lớn đối với Việt Nam. Khung pháp lý lỗi thời của chính phủ Hà Nội đã khiến những tập đoàn khổng lồ toàn cầu từng có đề nghị đầu tư lớn vào Việt Nam bỏ qua thị trường này để đầu tư vào những nơi khác. AFA liệt kê một số trường hợp đáng chú ý như LG Chemical từng đề nghị dự án sản xuất pin tại Việt Nam với yêu cầu hỗ trợ 30% chi phí sản xuất bằng tiền mặt. Cuối cùng, hãng quyết định chọn đầu tư dự án này tại Indonesia. Intel cũng đề nghị dự án đầu tư sản xuất chip với vốn 3,3 tỷ USD với yêu cầu Việt Nam trả 15% bằng tiền mặt. Cuối cùng, dự án được quyết định đầu tư tại Ba Lan. Tập đoàn AT&S của Áo chuyên sản xuất bản bo mạch in cao cấp từng tiến hành khảo sát và đưa ra đề nghị đầu tư với chính phủ Hà Nội, nhưng rồi quyết định đầu tư tại Malaysia vì Việt Nam không thể đáp ứng những hỗ trợ đầu tư và công nhân lành nghề cho dự án. Không chỉ các dự án đầu tư trực tiếp FDI rút vốn, mà các nhà đầu tư gián tiếp hoặc góp vốn cũng đang tháo chạy khỏi thị trường Việt Nam. Ngày 24 tháng 6, AFA cho hay tập đoàn SK của Hàn Quốc rút vốn khỏi Masan và Vingroup. AFA dẫn tin từ báo chí Hàn Quốc cho biết SK Group là tập đoàn lớn thứ ba của Hàn Quốc đang trong quá trình thoái vốn khỏi Masan và Vingroup và hy vọng có thể thu về 720 triệu đô la thông qua việc bán các khoản đầu tư ở hai tập đoàn này tại Việt Nam. Hình ảnh khối ngoại bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, SK Group đã đầu tư 470 triệu đô la, tương đương 9,5% số cổ phần vào Masan vào năm 2018 và đầu tư 1 tỷ đô la vào Vingroup một năm sau đó. Trong một thông báo công bố hôm 24 tháng 5, Masan cho biết hai công ty đang trong giai đoạn cuối để SK Group giảm cổ phần nắm giữ tại Masan. Còn báo chí Hàn Quốc cho biết SK Group hy vọng có thể hoàn tất việc đàm phán bán 6,1% cổ phần của Vingroup chậm nhất vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, báo Đầu tư Online ngày 4 tháng 7 cho hay giá trị bán ròng của các nhà đầu tư ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam đến hết quý 2 năm 2024 là hơn 52.700 tỷ đồng. Nửa năm, khối ngoại đã bán ròng gấp 2,26 lần cả năm 2023 và xấp xỉ 87% giá trị bán ròng kỷ lục từng xác lập vào năm 2021. Đơn cử đến hết quý 2 năm 2024, giá trị cổ phiếu Việt Nam do quỹ iShares MSCI Frontier and Select EMETF thuộc tập đoàn quản lý tài sản BlackRock chỉ còn chưa đến 18 triệu USD, 458 tỷ đồng, tương đương 5,42% tổng giá trị tài sản ròng của quỹ. Theo báo Đầu tư Online, các cổ phiếu của Việt Nam từng có thời điểm chiếm tới gần 30% tỷ trọng danh mục đầu tư của tập đoàn BlackRock. Nhưng chỉ tính từ ngày 11 tháng 6 đến nay, tổ chức này đã thu về cả ngàn tỷ đồng thông qua việc bán cổ phiếu Việt Nam. Song song với việc rút vốn khỏi Việt Nam, quỹ gia tăng tỷ trọng đầu tư vào BlackRock Cash Funds gồm ít nhất 99,5% giá trị danh mục tiền mặt USD, tín phiếu kho bạc Mỹ, trái phiếu kho bạc Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin đầu tư trực tiếp và gián tiếp của khối ngoại đều đang rút khỏi Việt Nam. Dân biểu California kêu gọi phóng thích sư Thích Minh Tuệ. Ngày 2 tháng 7, AFA tiếng Việt cho hay dân biểu California cần phóng thích sư Thích Minh Tuệ nếu ông đang bị giam giữ bất công. AFA đề cập đến việc em trai của sư Thích Minh Tuệ là ông Lê Anh Thịnh
đã thay mặt gia đình gửi đơn trình báo đến công an ba cấp gồm xã Ia Tô, huyện Ia Rai và tỉnh Gia Lai với đề nghị giúp đỡ việc tìm kiếm nhà sư vào ngày 1 tháng 7 sau khi ông mất tích gần 20 ngày từ ngày 12 tháng 6. AFA cho biết cùng ngày dân biểu tại Đức Trí của Hạ viện tiểu bang California gửi thư đến đại sứ Mỹ Mark Knapper bày tỏ sự quan ngại về tình trạng của sư Minh Tuệ vốn được cư dân trong và ngoài nước quan tâm vài tháng trở lại đây. Hình ảnh bài trên AFA. Dân biểu tại Đức Trí nhắc lại việc ông đã gửi thư cho Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 6 liên quan đến những lo ngại về tự do tôn giáo ở Việt Nam sau khi đoàn của sư Thích Minh Tuệ và hơn 70 khất sĩ bị công an bố ráp trong đêm và đưa về các địa phương. AFA dẫn bức thư mà vị dân biểu viết bằng tiếng Anh. Thật không may, kể từ khi tôi viết bức thư đó, tình hình của Thích Minh Tuệ trở nên xấu đi và mối quan tâm của tôi đối với tình trạng của ông ngày càng tăng lên đáng kể. Theo AFA, trong bức thư được đăng tải lên Facebook cá nhân, vị dân biểu không tin tưởng vào khả năng các quan chức chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra những tuyên bố trung thực về tình trạng của sư Minh Tuệ hoặc việc ông ấy đồng ý không xuất hiện trước công chúng trong thời gian dài. Tôi hy vọng ngài sẽ sát cánh cùng tôi vì tự do tôn giáo như một quyền cơ bản của con người và ngay lập tức kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tôn giáo đối với Thích Minh Tuệ và trả tự do cho ông nếu trên thực tế ông đang bị giam giữ bất công. Hoa Kỳ phải tiếp tục thúc đẩy vấn đề này bằng mọi cơ hội có được với chính phủ Việt Nam, vị dân biểu viết. AFA dẫn đơn trình báo của gia đình cho biết sư Thích Minh Tuệ đã thông báo với người thân vào ngày 12 tháng 6 rời cốc theo yêu cầu của một người nào đó trong thời gian từ 5 đến 7 ngày, rồi sẽ quay lại tiếp tục tu tập theo lời Phật dạy, khi nơi tu tập của ông bị nhiều người dân đến đảnh lễ gây mất trật tự an ninh. Tuy nhiên, cho đến ngày 1 tháng 7, vị khất sĩ vẫn chưa trở về và gia đình hoàn toàn không hay biết gì về tình trạng tinh thần và sức khỏe của ông. Hình ảnh sư Thích Minh Tuệ. AFA dẫn ý kiến của một cư sĩ Phật giáo ở Sài Gòn cho hay, cơ quan chức năng đã buộc các khất sĩ viết đơn cam kết tự nguyện không bộ hành, không khất thực, không mặc y phấn tảo và không để cho hình ảnh của mình phát tán lên mạng xã hội, mặc dù hiến pháp và luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định công dân có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Cư sĩ Hòa cho rằng, hiện nay bên anh Thịnh và gia đình mới làm đơn, chúng ta phải chờ xem cách chính quyền phản ứng với câu chuyện này như thế nào, nhưng mọi chuyện có vẻ đang khá phức tạp. Vì thầy Thích Minh Tuệ, thế danh là Lê Anh Tú, đã có căn cước công dân. Chính quyền địa phương phải bảo đảm cho thầy tất cả các quyền công dân ghi trong hiến pháp. Vì thầy Thích Minh Tuệ đã nói là thầy xả ly và chấp nhận mọi thứ xảy ra với mình như nhân quả. Thầy từng dạy cuộc sống vô thường, sống chết không rõ nên phải tu tập ngay. Họ cho thầy sống ngày nào thì thầy tu ngày đó. AFA cũng dẫn quan điểm của một nhà hoạt động ở Hà Nội cho rằng công an tỉnh Gia Lai phải chịu trách nhiệm về tính mạng và sự an toàn cho công dân Lê Anh Tú. Tôi không cho rằng mối nguy cho sư Thích Minh Tuệ đến từ phía chính quyền, mà có thể lại đến từ những kẻ đang lợi dụng tu hành để kiếm lợi, từ việc cúng dường của dân chúng. Vì sự khổ hạnh của ông khiến cho dân chúng tỉnh ngộ và không còn đến các chùa nặng tính thương mại như bao lâu nay nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Dân biểu California kêu gọi phóng thích sư Thích Minh Tuệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để những người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm D.